Trà cold brew hay còn được gọi là trà ủ lạnh, nói chính xác hơn là ngâm lá trà hoặc trà túi lọc với nước nguội. Sau đó để trong tủ lạnh ủ từ 10 tháng 12 tiếng để lá trà từ từ nở ra mà không phải chịu sự kích thích mạnh của nhiệt độ nóng. Vì thế mà trà sẽ không tiết ra chất tannin gây vị đắng chát ngược lại tạo cho trà một hương vị ngọt ngào thanh tao. Lôi cuốn nơi đầu lưỡi mỗi khi uống, thưởng trà từ lâu đã trở thành thú vui tao nhã của người Đông Á ta nói chung và người Việt ta nói riêng. Ngoài được biết đến phương pháp dùng nước sôi để pha trà thì giờ đây phương pháp pha trà chiết xuất lạnh cũng đang dần được đông đảo các bạn trẻ đón nhận. Dần dần trở thành một trào lưu làm mưa làm gió trên các thị trường trà, trà sữa, trà trái cây. Không như trà truyền thống đậm vị dễ gây cảm giác say trà thì trà cold brew lại mang đến cảm giác sảng khoái mát mẻ xua tan đi cái nóng bức trong người giúp tinh thần thoải mái vui tươi trà Cô bru ô long sở hữu hương vị đậm đà đặc trưng của lá trà ô long nhưng vẫn rất tinh tế giữ lại được hậu ngọt mát thanh sau khi thưởng thức từng ngụm trà ô long mát mẻ mỗi lần uống lại mang đến cho người thưởng thức một cảm giác sảng khoái thư thái nhâm nhi mỗi một ngụm trà ô long ủ lạnh bạn sẽ cảm nhận được vị trà hòa quyện tinh tế kết hợp với sự mát lạnh trong quy trình ủ trà ở nhiệt độ thấp Cảm nhận ấy sẽ dần dần lan tỏa đến mọi giác quan của cơ thể ta có thể thưởng thức được một thứ hương vị chát nhẹ dần dần trở nên dịu êm và lắng động lại cảm giác thanh mát khi thưởng thức hết chai trà ô long ủ lạnh mát rượi. Một điều không thể bỏ qua mỗi khi nhắc đến trà câu brew là những công dụng có ích cho sức khỏe. Khi uống vào giúp cho cơ thể bạn dễ ngủ hơn, giảm căng thẳng, mệt mỏi, tinh thần thoải mái. Hơn thế nữa các thành phần thảo dược trong trà còn giúp chúng ta làm đẹp da, giữ dáng, không chỉ đóng vai trò xua tan cơn khát mỗi dịp thời tiết nóng bức. Ô long Brutti còn là loại thức uống bổ sung năng lượng giúp cơ thể hạn chế sự hấp thụ chất béo. Phù hợp việc thưởng thức thường xuyên cùng bạn bè, giống trà được ô ha sử dụng làm trà lạnh được tạo nên từ những búp trà ô thượng hạng được trồng ở lâm đồng trên độ cao 1.200m so với mực nước biển được thiên nhiên yêu đãi với thời tiết lạnh, núi cao, nắng ấm trung bình làm cho lá trà dày, trồi mềm vì thế mà trà long đình có màu xanh tinh khiết, vị ngọt dịu nhẹ nhàng, hương thơm tinh tế nhưng đậm đà hương vị của trà ô long, tạo được phong thái riêng và pha được nhiều lần nước chỉ với một chai ô long ủ lạnh nhỏ gọn, tiện dụng cho việc đem theo bên người mỗi khi ra ngoài tùy theo nhu cầu của bản thân mà chọn chai đựng cho phù hợp nhé cả nhà. Thường trà không chỉ dừng lại ở vị giác mà còn cả ở khứu giác và thị giác trà ô long cold brew lưu giữ trọn vẹn vị trà nguyên chất ô long. Hương trà dịu nhẹ và màu nước trà tươi mới, vậy tại sao bạn còn không thử ngay cho mình một tách trà ô long ủ lạnh giúp tinh thần thoải mái? Sảng khoái ngay thôi nào!